chè ở số 82 Sơn Đức, quận 11. Tất cả đồng giá 16.000 đồng. Cái vàng vàng này là chè gì em hả? Ở bên đây nè. À, bột lọc. À, còn bên đây là bo bo đậu xanh đậu đỏ. Chào các bạn, hiện tại là 6 giờ tối ở Sài Gòn và mình đang có mặt trên đường Sớm Đức quận 11. Hai hôm trước mình có đến đây để ăn trưa vặn xế, hôm nay mình trở lại đây để ăn tối. Mình nghe là khu vực này buổi tối cũng bán rất nhiều món ngon. Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ đi ăn hủ tiếu. Hôm bữa mình ăn bánh hè đó, thì cái cô bán bánh hè cũng nói là ở khu vực này buổi tối có một cái tiệm bán hủ tiếu ngon. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi đến tiệm hủ tiếu đó nha. Các bạn, phía trước mặt các bạn là nhà số 82 Hàng Hải Nguyên ha. Ở đây là con hẻm đường Sớm Đức nè. Đó. Cái đầu bên kia, cái số nhà là 29 Sớm Đức. Và ở đây là xe hủ tiếu các bạn. Đó. Từ góc này nhìn ra chính là đường 3 tháng 2 ha. Hàng Hải Nguyên 3 tháng 2. Hồi bữa có ăn bánh hè ở đây nè, có cô có giới thiệu qua đây. Yeah. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? À, mấy giờ nha con? À dạ. 6 giờ đi. Dạ. 6 giờ tới 10 giờ rưỡi. À 10 giờ 30 tối. Cái tiệm của chú chắc lâu đời rồi hả? À, lâu rồi con. Bao nhiêu năm rồi chú? Bao nhiêu năm hả? Dạ. Ở đó bán chỗ khác là xe qua xe đây cũng mấy chục năm rồi. À, dạ. Mấy năm trời, mấy năm trời. Dạ. Vậy cái phía trước này là phía trước nhà mình luôn hay sao chú? À đúng rồi. Dạ. Người ta đuổi để mình chạy. À đuổi chạy. Không mới đuổi, chạy từ nhà thì đuổi. Dạ. Khu này chủ yếu là người Tiều Châu. Đúng rồi, người qua người Tiều Châu nhiều. Dạ. Hơn. Bán được có tiền trả tiền nhà thì cho bán tiếp, không có đủ trả tiền nhà thì đuổi. Để kiếm con khác. Nói chung là bữa nay bán đáy lắm con ơi. Ủa sao vậy? Nhiều tiệm quá. À, nhiều tiệm hả? Dạ. Đúng rồi. Hủ tiếu mì thập cẩm Hoành Thánh sườn kho xá xíu xa tế nai mấy bạn. Và đây là tô hủ tiếu mì thập cẩm có giá 42.000 đồng mấy bạn ha. Ở đây mấy bạn thấy nè, có sa tế nè, có ớt ngâm giấm nè, mình nghĩ là ớt ngâm giấm chắc chua chua ngọt ngọt. Và hiển nhiên là có đủ giấm và nước tương. Trong cái tô hủ tiếu mì này mấy bạn thấy nè, có một con tôm ha. Rồi hai miếng gan nè, hai miếng xá xíu nè, một miếng cực nè. Một viên cá viên, một ít tép mỡ. Rồi hẹ, hành phi. Bây giờ mình sẽ đảo lên cho mấy bạn xem nha. Con tôm này chưa được lột vỏ. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần nước súp và ăn cái cọng mì và cọng hủ tiếu nha. Phần nước súp có vị ngọt, cơ bản là ngọt, chút xíu mặn mặn.
cộng mì dai mấy bạn, dai và sực sực. Và mình cũng mới ăn một cái tép mỡ nha, rất là ngon, giòn giòn béo béo. Bây giờ để mình ăn qua thử cái phần gan và phần xá xíu. Phần gan tươi và béo mấy bạn. Riêng cái phần xá xíu mình thấy nó giống như là thịt luộc vậy đó. Hồi trước mình nhớ ăn xá xíu rất là thơm mấy bạn. Xá xíu thơm lắm. Và có thêm chút xíu mỡ, nó ăn béo béo thơm, ngọt ngọt. Cái này thì không phải rồi. Bây giờ để mình ăn qua cái viên cá viên nha. Phần cá viên ăn dai dai sực sực, cũng ngọt ngọt, nhưng mà mình không có nghe thấy cái mùi thơm. Bây giờ mình sang tiếp cái phần cực nha. Phần cực sắc rất là mỏng, vị cũng ngọt, và họ xử lý khá tốt cho nó không nghe cái mùi tanh mùi hôi ha. Tiếc là cái con tôm này nó lại không có được lột vỏ sẵn. Bây giờ để mình lột nó ra. Con tôm này là một con tôm tươi các bạn, thịt dai và ngọt. Bây giờ để mình nếm thử cái phần sa tế và ớt nha. Phần sa tế cay và thơm. Cái phần ớt sắc đúng là cái phần ngâm trong giống giấm chua các bạn. Chua chua, cay cay. Phải nói rất là cay nhưng mà là cay cay. Nhìn chung tô hủ tiếu này không hẳn là xuất sắc nhưng mà ăn rất là được. Chỉ tiếc là cái phần xá xíu này, thực ra nó không phải là xá xíu, cảm nhận vậy. Đây mấy bạn, buổi tối thì chủ yếu nằm ở số từ 70 Sớm Đức cho đến khu vực này nè, báo rất nhiều hàng quán ha. Đó, từ bánh hẹ, bánh củ sắn, rồi mì xào, rồi tới qua đây. Ở đây là hồng trà đây nè, rồi bánh bò, bánh tiêu, qua bên là hàu chiên, cháo hàu, quậy, món nó ngon à, bánh flan. Và ở đây là số 82. Ở đây là chè người Hoa khá là nổi tiếng các bạn. Sâm bủ lượng là 16.000, còn cái ly nhãn dục không thì bao nhiêu? 16.000. 16 luôn hả? Còn cái phần trứng nhất củ năng này bán như sao? Đúng là 16.000. Dạ, đồng giá 16.000 đồng phần. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi có tôi chạy chứ còn 5 giờ 40. Tới mấy giờ là mình bán? Tới khoảng 11 kia luôn. Wow. Dạ. Đây mấy bạn, ly sâm bổ lượng có giá 16.000 ha. Trời tối rồi cho nên cái ánh sáng nó sẽ không có đạt lắm. Có bo bo nè. Hồ tai nè. Táo đỏ nè. Nhãn nhục nè. Hạt sen. Củ năng. Phần nước chè có vị ngọt vừa phải mấy bạn, rất là dịu. Bây giờ để mình ăn thử cái phần củ năng nha. Củ năng ở đây nấu vừa chín tới cho nên còn cái độ giòn, ăn một cái kiểu crop, ngọt và thơm cái mùi củ năng. Tiếp qua cái phần hạt sen mấy bạn. Phần hạt sen nấu tới nó gọi là chín mềm á, ăn rất là bột mấy bạn, thơm. Cái ly này mình ăn tới nửa ly thì cảm thấy là cái vị ngọt nó giảm bớt khá là nhiều các bạn. Thì tùy mấy bạn nha, mấy bạn có thể xin thêm chút xíu đường vào để gia tăng cái độ ngọt của nó. Cho anh cái chè trứng đi ha. Thường là chè trứng ăn với củ năng hả? Hay là cái gì khác không ta? Ở trong đây là có củ năng bào. Có nhiều người ăn thì người ta thêm củ năng tỉ, thêm mật quả, thêm hạt sen. Hay là cho anh cái phần chè trứng này với lại bạch quả được không? Đã ăn củ năng rồi, ok. Cái phần thêm thì 5.000 một phần. Ok, em làm đi ha.
Thực ra anh ăn lấy vị thôi, em cho mức độ vừa phải là được rồi. Nhìn cái chén chè rất là đẹp, cái màu vàng rất là tươi. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần nước chè nè. Mình thấy ở đây giống như là họ đánh cái phần trồng trắng ra trong cái phần nước chè nè ha. Đó. Nhìn đẹp ghê. Cái phần nước chè này rất là thơm mấy bạn. Thơm cái mùi lòng trắng của trứng á. Và vị ngọt, khá là ngọt. Ăn cái chén chè nóng này rất là đã. Bây giờ để mình ăn qua cái phần bạch quả và cái phần quả trứng gà nha. Phần bạch quả dẻo và thơm nha bạn. Rồi cái lòng đỏ trứng gà thì béo. Nói chung cái phần trứng gà là cũng bình thường với trứng gà thôi. Nhưng mà cái phần nước súp, cái phần chè thì nó ngọt, thơm. Món này rất đáng nếm thử. Em bán chè để Tinh Thành mấy bạn ha. Em nói là ba má em bán đây. Vậy ba má của em là người Hoa Tiều Châu. Tiều Châu luôn. Yeah. Nhưng mà hồi trước là bán ngay tại chỗ này luôn hay sao? Hàng Hải Nguyên hả? Hay đâu? Ở đối diện đường hả? Hồi trước còn cái chợ ở đây. Dạ. Yeah. Và số nhà bên bển là số mấy ha? Là đối diện nhà đó luôn ha? Xe bên kia. Bây giờ chính xác là cái ở chỗ này thôi. Còn ngày lễ, ngày rằm thì sao? Anh có bán không? Không, ngày lễ thì em cũng bán. Chỉ có Đồng Chí nè, Đồng Thái Viên nè, ok. Rồi, cảm ơn Thanh. Anh nghĩ để thêm cái bản hiệu cho em nó sẽ tốt. Tại vì bây giờ họ cứ nghĩ là chè 82 sớm đứt, tức là thiếu một cái tên. Yeah. Ngon. Từ xe chè mấy bạn nhìn qua đối diện xéo bên kia mấy bạn thấy không? Hào chiên, cháo hào. Mình nghe nói là khá là nổi tiếng. Mình qua bển ăn nha. Hình như nằm ở số 51 sớm đứt. Hào chiên và cháo hào này có giá 65.000 đồng mấy bạn. Chính xác là số 51 sớm đứt mấy bạn ha. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? 6 giờ tới 12 giờ. Dạ. Ở trong đây có trứng và có bột anh. Trứng với bột. Dạ. Hành lá, hầu. Đây là dĩa hào chiên có giá 65.000 đồng các bạn ha.
ăn kèm với dĩa hàu chiên này là có chén nước mắm các bạn ha. Để mình thử trước cái phần nước mắm. Nước mắm có vị ngọt ngọt, cay cay. Cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ mình sang cái phần hàu chiên nè. Mình đã ăn gần xong cái phần hàu chiên ha. Thì cảm nhận thế này. Họ chiên cái bột vừa phải, nó chín vừa phải á, cho nên vẫn còn mềm ha. Ăn không có bị dai mà mềm. Nói chung là cái mức độ mềm ngon. Cảm nhận chút xíu giờ nó vị béo, béo béo. Chắc là từ cái phần trứng và phần mỡ dầu. Rồi chút xíu giờ đó thơm thơm. Riêng cái phần hàu thì mình nghĩ là chắc khoảng độ 10 con. Nhưng mà cái loại hàu này cũng tương đối là nhỏ. Và hai nữa là khi mình chiên á, nó bị teo lại. Cho nên mình cũng cảm nhận được cái độ là nó độ tươi, có chút xíu gì đó ngọt. Nhưng mà do nó không có đạt được cái độ lớn á, như là thường mình ăn cái phần với lại wasabi hay là ăn kiểu lạnh mà ăn sống á, thì cảm nhận rõ được cái độ ngọt của một cái con hàu lớn. Còn cái phần này thì nó mình hơi khó cảm nhận được cái độ tươi béo ngọt của nó. Do nó độ chiên rồi. Nói chung là vẫn là tươi, vẫn cảm thấy chút xíu gì đó ngọt, nhưng mà không đạt được cái độ lớn của nó thôi. Và phần này chấm với phần nước mắm khá là ổn. Nhìn chung cái giá 65.000 đồng thì có vẻ nó cũng có gì đó hơi cao xíu. Mấy bạn nhìn qua bên kia ha, ốc 55, các món nướng luộc xào. Rồi bên phía bên đây, tay phải góc bên kia mấy bạn không, hủ tiếu thập cẩm. Đối diện với số nhà 57 xóm Đức là An Hòa Đường, một tiệm thuốc bắc mấy bạn. Hôm qua má mình nói với mình về cái tiệm thuốc bắc này nè. Mình cũng nhớ luôn, hôm nay quay phim lại về nhà cho má mình xem. Cách mấy căn ở đây họ bán hình như hủ tiếu mì nữa thì phải, khá là đông. Mình còn nhớ ngăn nhà này, căn nhà này là chuyên bán bánh nè. Và ở cái góc này ngày xưa mình nhớ là có một chỗ chơi game, mấy cái trò chơi Rambo rồi nấm nè. Ở khu vực này hồi xưa mình nhớ là anh trai của mình cũng trốn học chơi game ở đây rồi bị má đánh rất là nhiều. Qua góc này bán chè bưởi mấy bạn ơi. Qua chè bưởi nha. Mấy bạn tuổi tiên ăn khá là nhiều. Chè bưởi, chè thập cẩm. Mình bán đây từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? Bỏ giờ về. Mấy? Thì ba bảy giờ. À, 7 giờ. Rồi, chú nói là bán 6 rưỡi 7 giờ tới khoảng 10 rưỡi 11 giờ. Dạ. Dạ dạ. Nghe. Rồi, có chị. Chị nào? Hai đi qua mà, hai đi qua nào. Chèo lại cho người yêu ăn đó vậy. Dạ đúng rồi. Kêu người yêu lên đây nè. Mấy bạn, đây là số nhà 110B xóm Đức nha. Rồi. Cái tiệm chè kế bên, không biết số nhà số mấy. Đây là mấy cái bàn ăn chè mấy bạn ha. Đó, tối thui à. Đây, ly chè bưởi có giá 10.000 đồng mấy bạn. Hơi tối chút xíu mấy bạn đoán xem. Ok, mình ăn nha. Phần chính của cái ly chè bưởi này chính là cái phần đậu xanh mấy bạn ha, đậu xanh cà, nấu khá là mềm. Rồi cái phần bưởi ăn sực sực,
cái nước dừa thì cũng béo béo và cái vị ngọt của món chè này là vừa phải. Mình thấy 10.000 đồng cái ly chè này khá là rẻ. Còn hẻm này tối thui à, mình đã tăng cường cái độ sáng, mình thấy không rõ. À, trong đây cũng có đậu phộng nữa các bạn ha. Đậu phộng giòn. À, mấy bạn đi lên tới số 123 Sớm Đức, ở đây bán bánh mì gà ha, 15.000 đồng một ổ. Thấy họ có nguyên cái lò làm bánh mì luôn. Đi lên chút xíu nữa là sinh tố nước ép dâu. Đi tới số nhà 229 Sớm Đức thì ở đây mình thấy là Vinh Ký nè, bán hủ tiếu xào chứ. Ở đây đi chút xíu nữa là sẽ ra tới đường Bình Thới rồi. Ra tới chợ Bình Thới chứ. Tới đây ở góc này 249A Sớm Đức thì bán phá lấu bò, bì cuốn, gỏi cuốn các bạn. Mình đã ra tới đường Minh Phụng Sớm Đức rồi ha. Đi qua bên kia chính là chợ Bình Thới. Ở đây bán hàng quán khá nhiều bạn. Ốc 30.000. Mình quay ngược trở lại. Rồi mình nghĩ mình sẽ đi ăn một chén phá lấu. Phá lấu Hùng. Con có bên công ty nào không con? Dạ không. Cũng có công ty nào tại cứ đang đăng ký cái công ty Grab này. Công việc nó. Ủa vậy hả? Cứ đang đăng ký rồi là 13 à. Chú con là... Dạ không. Con không có làm bên đó. Thế thì chú bán được bao lâu rồi chú? À, mới bán thôi hả? À. Chú ở đó là chú làm cái hàng bên Đức hả? Ở đâu chú? Bên Tây Đức ấy. Ở Tây Đức hả? Rồi chú về đây hả? À. Ủa, mà chú là người Việt hay là người Hoa? Chú người là... Lai. Dạ. Lai hả? Họ Lưu. Họ Lưu. Lai Bảo. Ở Tây Đức không sống rồi lại quay về đây bán phá lấu à? Tại vì bên đó nó hợp đồng với chú có mấy năm mà hết hợp đồng chứ đi về. À, ủa như vậy, nó nói chứ tôi làm nhà hàng. À, dạ. Nhưng mà bên Tây Đức họ đâu ăn phá lấu rồi chú? Ăn hả? À, hơi lạ nha, con có nghĩ là Đức họ chủ yếu ăn chay cũng khá là nhiều chứ. Cộng đồng bên đó ăn nhiều lắm con. À, dạ. Con bên công ty nào? Không, con là tự do thôi chứ không có công ty. Đây, phá lấu 25.000 các bạn. Đây là chén nước mắm me ha. Bây giờ mình ăn thử cái phần nước phá lấu. Bắp xào đi, bắp xào đi. Phần nước phá lấu này có vị khá là ngọt nhưng mà không có vị béo. Không có vị béo. Nhìn chung so với một số nơi mình đã từng ăn thì cái vị này nó chưa có đạt lắm. Bây giờ để mình ăn thử cái phần phá lấu nha. Chủ yếu ở đây chúng ta thấy có lá mía nè, thăng long nè, phèo nè. Và như có bao tử nữa. Phần lá mía thơm và béo. Phèo làm cũng sạch, không có mùi tanh hôi ha. Và ăn cũng béo béo cái phần lá mía. Và bao tử sực sực. Nói chung cái phần này ăn khá là ổn. Nước mắm me chua ngọt. Mình chỉ hơi tiếc ở chỗ là cái nước phá lấu nó không có cái độ béo. Cái này nó phải có cái độ sạch lại, ngọt ngọt, béo béo thì nó mới đạt. Nhưng mà cái nước phá lấu này nó lại không có cái độ béo chú. Không có độ béo, tại vì ở đây người ta ăn, chú nói con nghe, người ta ăn béo quá, người ta sợ, chú giảm bớt cái béo đó. Ý chú đó là người Hoa đó hả? Có, nghĩa là một số ở đây người ta không chịu ăn béo, anh đưa ra nước béo nhưng mà người ta nói là béo quá, ăn ngán giống như cái ngã ba mình mới, nó béo quá người ta không được, người ta vậy cũng do tùy khẩu vị mỗi người. Không có, nhưng cái khu này không biết cái khu này được có, nhưng mà bây giờ người ta mà rất là đông, tại vì chú là đâu biết bên Đức còn
nhưng mà ý chú nói là vẫn là cái độ béo của nó họ da giảm xuống thì chứ không thấy cái độ béo giảm xuống, có nghĩa là cái độ béo của chú là chú giảm tới theo cái khách hàng ăn cái này đa số người ta ăn này, tại vì người ta đến người ta mua 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg không thì 3 kg rưỡi mà người ta mua thì ta mua gì ta ăn quen người ta nói là cái khẩu vị như vậy là giữ như vậy giữ như vậy thôi không béo à do cái khu này chứ người Việt mình ăn ở khu khác thì nó lại có cái độ béo hơn. Yeah. Tại vì độ béo hơn rồi trước chú làm của độ béo đúng người ta nữa mà người ta ăn người ta không chịu. Đúng người rồi. Ta không biểu chú giảm đi đừng có làm cái nước dừa luôn á làm không luôn á ăn dừa tươi không á mà chú nói cái đó là chỉ có một số người ta ăn vậy thôi chứ không quá ăn đều bởi vậy chú mới nói thôi bây giờ cái tạm thời là mức lộn vậy nhưng mà một ngày chú bán ở đây là chú nói chú tôi con người ta ăn người ta khen có nhiều lúc có nhiều người ta lại ăn một lần 5 tháng. Nói chung cũng tùy vùng thôi. À tùy vùng. Dạ, nếu mà chú cảm thấy là ở đây họ ăn như thế là đạt thì là đạt. À đạt. Dạ đúng rồi. Mình thế là mình nấu rồi mình muốn cho cái chữ lâu dài chứ để ăn là chất lượng đó. À. Sau này cứ làm thêm là bị gói nữa. Như vậy là đường Sớm Đức đoạn giao với đường 3 tháng 2 cho tới đoạn giao với đường Minh Phụng. Thì tối nay mình đã ăn được một số món. Cảm nhận chung của mình như thế này, các món ăn buổi tối đây ở mức độ khá hoặc là trung bình khá thôi, không có xuất sắc gì. Tuy nhiên cũng có vài món ngon mà khiến mình nhớ, chẳng hạn như là món chè trứng với lại bạch quả, mình thấy món nó ngon. Rồi món chè bưởi cũng rất là ok. Còn hủ tiếu ăn được, không có xuất sắc. Cái món hàu chiên ăn cũng ok nhưng mà giá mình cảm thấy nó hơi cao chút xíu, 65.000 đồng. Riêng cái phần phá lấu bò ăn cũng ổn nhưng mà mình vẫn thích cái vị nó béo hơn chút xíu. Lý do là bởi vì chú nói ở khu này họ không thích ăn béo cho nên da giảm cái độ béo, giảm bớt cái lượng nước cốt dừa khá là nhiều. Mình nghĩ sáng ngày mai mình sẽ quay lại khu vực này. Ở đây mình muốn trở lại buổi sáng là để ăn cái món bún mắm, thứ hai là bò kho và có thể là các món dim sum. Các bạn nhớ đón cái video ngày mai ha. Mình nghĩ là có thể sáng ngày mai mình sẽ quay lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.